For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Tại đây chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong nước và quốc tế. Bây giờ xin được chuyển sang nội dung chi tiết. Định vị mới trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Ngày 13 tháng 12, tại Phủ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo khẳng định định vị mới của quan hệ Việt-Trung và 6 trụ cột hợp tác được hai tổng bí thư xác lập đã chỉ rõ phương hướng mở ra giai đoạn hợp tác tốt đẹp giữa hai đảng, hai nước trong thời kỳ mới. Định vị mới của quan hệ Việt-Trung. Tại hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chào mừng Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, phu nhân Bành Lệ Viên và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Trung Quốc thăm cấp nhà nước. Tin tưởng, tiếp sau chuyến thăm lịch sử đến Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngay sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 năm 2022, chuyến thăm Việt Nam lần này của đồng chí Tập Cận Bình sẽ đưa quan hệ hai đảng, hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng tốt đẹp, hiệu quả và bền vững. Hai nhà lãnh đạo cùng chúc mừng những thành tựu to lớn mỗi đảng, mỗi nước giành được trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc, anh em trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển đất nước. Nhấn mạnh, phát triển quan hệ với Trung Quốc luôn là lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đánh giá cao sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ Trung-Việt, khẳng định Trung Quốc luôn coi Việt Nam có vị trí đặc biệt là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo khẳng định kết quả của hội đàm thành công với nhiều nhận thức chung quan trọng giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Định vị mới của quan hệ Việt-Trung và 6 trụ cột hợp tác được hai tổng bí thư xác lập đã chỉ rõ phương hướng mở ra giai đoạn hợp tác tốt đẹp giữa hai đảng hai nước trong thời kỳ mới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn hai bên tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm, xây dựng và phát triển đất nước, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là thương mại, đầu tư phát triển ngày càng lành mạnh, hiệu quả, tăng cường kết nối giao thông, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, khoa học công nghệ, y tế. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đề nghị hai bên tăng cường giao lưu nhân dân, tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, tăng cường tuyên truyền về tình hữu nghị Việt-Trung, khuyến khích người dân, nhất là thế hệ trẻ, quen nhau, hiểu nhau, thân nhau, góp phần củng cố hơn nữa nền tảng xã hội cho sự phát triển của quan hệ hai đảng, hai nước, thúc đẩy kết nối chiến lược giữa hai nền kinh tế. Đánh giá cao đề xuất của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình mong muốn hai bên tiếp tục củng cố nền tảng chính trị và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực chất, thúc đẩy, phục hồi và phát triển kinh tế. Khẳng định hợp tác song phương trên các lĩnh vực có tiềm năng rộng mở. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đề nghị thúc đẩy kết nối chiến lược giữa hai nền kinh tế, triển khai hiệu quả kế hoạch kết nối giữa sáng kiến, vành đai và con đường với khuôn khổ hai hành lang, một vành đai, xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất khu vực ổn định, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước, mở rộng thanh toán bằng đồng bản tệ trong thương mại song phương. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản chất lượng cao của Việt Nam, khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư chất lượng cao, tiêu biểu cho trình độ khoa học công nghệ của Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi ý kiến về vấn đề trên biển, nhất trí cùng nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định trên biển. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên kiên trì thông qua các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và nhận thức chung cấp cao, đặt mình vào vị trí của nhau, kiểm soát và giải quyết thỏa đáng bất đồng, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ASEAN trong việc thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, thúc đẩy xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác phối hợp tại các diễn đàn đa phương, góp phần vì hòa bình hợp tác phát triển tại khu vực và trên thế giới. Cũng trong ngày 13 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc,
Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Thủ tướng nhấn mạnh những nhận thức chung quan trọng đạt được giữa hai đồng chí Tổng Bí thư trong chuyến thăm lần này, nhất là việc xác lập định vị mới cho quan hệ hai đảng, hai nước, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, là dấu mốc lịch sử trọng đại, là định hướng quan trọng để đưa quan hệ hai đảng, hai nước bước vào giai đoạn lịch sử mới, phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững hơn. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ cùng Quốc vụ viện Trung Quốc tăng cường phối hợp đôn đốc các cấp, các ngành, các địa phương, cụ thể hóa những thành quả và nhận thức chung cấp cao, góp phần thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước phát triển thực sự ổn định, thực sự tốt đẹp và bền vững lâu dài. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.